Hôm nay xin được tiếp tục giới thiệu đến mọi người sơ đi hướng dẫn vào kiểm cho cây linh sam này. Thì sau khi mình cắt dệt rồi, mình cứ chừa tay lại, thì bây giờ là mình sẽ vào kiểm nước một cho cây. Đây xin giới thiệu mọi người là bác Quảng ở vườn kiểng An Quảng. Hôm nay bác Quảng sẽ hướng dẫn cho cô bác anh chị mình, những anh em nào đang tập chơi bonsai. Bạn sẽ hướng dẫn mọi người cách vào kiểm, nên mọi người có một cái kiến thức cơ bản đơn giản nhất để mình đến với niềm đam mê cây cảnh, cây bonsai. Đây này, chừa lại làm cái tử, em tay ra, dạ, rồi mời mọi người cùng theo dõi. Cái gì con quay nên cái gì bác làm chậm chậm cho cô bác anh chị anh em mình xem cho nó, cho mọi người xem cho nó dễ hơn xíu nha bác. Đây là bác đang vào dây cho cái phần cái tử đúng không bác? Đúng rồi, cái tử đó. Dạ. Cái thành và cái bầu cho cô bác anh chị cho anh em mình dễ xem. Này thì bác Quảng sẽ là một số để vào một số cây với đa dạng dáng thế cho mọi người xem. Đây thì cái phần đế đang được nuôi phía dưới nên chưa có ấy lên. Những ai mới thì có thể là mình vạch hết lá để mình vào cho nó dễ. Nhưng đây thì bác Quản sẽ không vạch lá vì con đã làm quá quen với công việc này rồi nên không cần thiết phải vạch lá. Còn anh em nào mình chưa có nhiều, chưa có làm nhiều quá thì tốt nhất mình nên vạch lá để mình nhìn nó rõ hơn, mình làm nó dễ hơn nhiều. Khi mình vào dây thì mình hạn chế là không đi dây tới những cái vùng mắt, né mấy cái mầm ra. Lên nước uống đi. Vào kiểm nước đầu này thì khá đơn giản mà dễ. Sau khi mình vào kiểm nước bác giới thiệu luôn cho anh em biết là mình chừa cái tay này, là mình phải chừa cái tay ở ngay cái phần co, cái co. Đây là bác Quảng vừa bẻ cho nó có co mà vừa cho nó lắc.
ta nên chừa cái dăm ở đây để sau này là ra một cái đĩa khác. Thì cái phần này là phần đẹp nhất nên là mình sẽ chừa một dăm ở đây ngay cái phần cò. Ở đây thì nói chung là anh em cũng có nhiều người phân vân cái lúc mà lựa chọn mặt chính mặt tiền của cây á bác, thì bác có cách nào gọi như là có cái mẹo nào mách nhỏ cho anh em mình lựa cái mặt tiền cho nó sao cho nó hợp lý được không bác? Thế là mình kiểng cái cây kiểng thì người ta thường thường người ta là nhất đế, Dạ xong rồi đến nhì thân, dạ còn cái tay này thì à, tam cành tứ lá. Dạ thế thì người ta sẽ lựa làm sao cái đế này cho nó phù dạ hợp đó này. dạ Thế xong bắt đầu là ta phù hợp cái đế rồi thì tới cái thân. cái thân thân này nó có cái eo co lắc. dạ Nó người ta xác định được cái con lắc như này thì ta lấy cái mặt bên đây là mặt tiền này, dạ cái mặt tiền này này thì nó không có cái, nó phải trống dạ nhìn để mình khi đó. mà mình nhìn vô thì mình sẽ nhìn rõ được các tay cành Thì nó của có cái cái cây. cành nó sẽ trống đi thì nó mới sẽ nhìn được cái thân này, Dạ. nó nhìn được hết từ đế xuống đến đến tiến thân. Dạ. Giống như từ đây là từ cây tử lên thì ở đây thì sẽ là cái tay ngay cái phần Đây co, này ngay rồi. cái phần co ra. Đấy, cái điểm Đó. này là gọi là điểm dương này. Dạ. Đó. À, mình sẽ lấy tay ngay cái phần dương, ngay cái co này thì sẽ cho cây cái nét đẹp đặc trưng. Đúng rồi. Sau đó là bác sẽ lựa cành phong mà bác. Đấy, xong bắt đầu mới đến cành đấy tay của nó đây. Dạ. Thế nên nó như cái này thì bây giờ phải vẽ cái này ra tay ra. Dạ. Để đây đây thì nó phải vòng rồi đấy, Là mình mình phải giả nó trong đây lại. cái co đầu tiên mình sẽ cho ra phía sau. Dạ. Giả nó lại. Thế là nó thành, đúng không? Nó thành chưa? Dạ. Đấy. À, thế còn cái phần lưng đây, cái phần lưng này thì nó Dạ. cái tay phong đây. À, Dạ. thấy không? Đây. À, bác lấy bắt đầu tới phần đỉnh, bác lấy cái đỉnh là ở sẽ canh theo cái mặt chính để lựa cái đỉnh. Mặt đỉnh đây. Dạ, cái gì bác Đây là xoay vào đỉnh đây. đây cho để canh rồi cái gì bác? Đó, cái đỉnh đây này. Dạ. Đỉnh như bây giờ nó còn bé thì cứ để thế đó này. Dạ, cái phần đỉnh thì mình nuôi nó sẽ nhanh hơn những phần khác. Dạ. Tay này tay rớt này, giả này, giả Dạ. tự thân này. Dạ. Như đây này là tay rớt này. Dạ. Này là mình sẽ có một tay đệm này để nhìn cho nó ấm tàn hơn rồi bác. Những cái vị trí địa đệm này mà mình nó có thể là lùi về cái mép phía ngay phần vết Rất cắt là này thì là quá đẹp đúng không cơ? Dạ. Nhưng mà đâu phải cái gì cũng được như chúng ta mong muốn. Thường thì đối với những cây như thế này thì sẽ có nhiều cách xử lý, như là sẽ chúng ta sẽ đóng một cái mắt ghép ở đây. Nhưng mà thường thì ở đây thì vườn mắt quản không có đẹp. quản không có dùng không có sử dụng nhiều về phương pháp ghép. Mắt quản không muốn cây được zin thì nó sẽ có được nét đẹp riêng của nó. Cái phần mọi người chú ý cái phần lấy cái phần co bẻ bẻ tay cành thì
cái phần nổi bật vẫn là đấy, cái ngọn cái này, co đấy, ngọn này ra sau này sẽ đưa về đủ đủ nữa. Dạ sẽ nuôi cho đuổi xong rồi phủ thêm tay ra. Đấy, phủ tay đây là cái tay này nó ra là nó ra mặt tiền này. Dạ. Những bước tiếp theo thì coi như là đã gần như là gần xong rồi đó, gần xong rồi, bác đang hoàn thiện những dăm cuối cùng. Bây giờ chúng ta sẽ chờ bác Quảng hoàn thiện xong, bác Quảng sẽ có một phần chỉnh sửa nhỏ nhỏ nữa rồi chúng ta sẽ xem cái phần hoàn thiện đây. Đã hoàn thiện xong cây linh sam siêu bông đi nước dây đầu tiên. Đây mà cái cành này mà nằm trong mé này thì sẽ là rất là đẹp. Đối với những cây mà mới uống mới vào kẽm nước đầu như cây này thì chúng ta sẽ để trong mát khoảng 2 ngày rồi hàng đêm ra nắng như bình thường. Trước khi uống thì chúng ta nên để ngắt nước khoảng 2 ngày để cây nó sẽ dẻo hơn, dễ uống hơn. Đây là những gốc được bác Quảng đã vào kẽm nước đầu trong ngày hôm nay. Rất nhiều dáng thế cho mọi người cùng tham khảo. Rồi, xin được cảm ơn mọi người đã theo dõi hết clip của Đam Mê Bonsai. Xin được chúc cho các anh chị nhiều sức khỏe và sưu tầm được nhiều cây cảnh, cây bonsai đẹp mà mình được nghĩ nhất. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Và xin chào.